Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Máy Xây Dựng Hồng Nhiên lại tiếp tục review, giới thiệu cùng các anh chị và các bạn một cái mẫu sản phẩm là một cái máy mài mang thương hiệu Inco. Thì cái sản phẩm của chúng ta hôm nay là sản phẩm Inco mang cái mã là AG 750182. Thì đối với những cái mã này thì nó rất là phức tạp các anh chị, nó dài quá. Thì các anh chị nhớ là con máy này với một cái công suất nó là 750W, tốc độ quay của nó là 11.000 vòng trên 1 phút và đường kính đá là 100mm, cốt là M10 ha. Thì sản phẩm này là đây là dòng công nghiệp, nó cũng có thể là sử dụng vào công nghiệp. Thì sản phẩm này nó đi rất là nhiều nước trên thế giới, do nó có một cái giá thương hiệu của Trung Quốc nhưng mà một cái giá nó khá là rẻ, nhưng mà chất lượng nó thì cũng đảm bảo. Tại vì sản phẩm của chúng ta được bảo hành là 6 tháng trên toàn quốc các anh chị ha. Đây là sách hướng dẫn của hãng Inco, và nó tặng kèm cho chúng ta là một cái khóa mở ha, một cái tay nắm và một cái bảo vệ đá khi chúng ta sử dụng ha, rất là an toàn. Thì nói về giá thì sản phẩm con này tương đối là rẻ nên nó cũng được rất nhiều các nơi trên thế giới là sử dụng tin tưởng. Và giá của con này nó cũng chỉ tầm là 549.000 thôi các anh chị, giá nó cũng không phải là cao lắm và được bảo hành 6 tháng nữa. Thì với mỗi sản phẩm giá tầm thấp như thế này thì cũng được rất là nhiều người là tin tưởng sử dụng. Gia đình thì sản phẩm này tuyệt vời rồi, tuy là nó nói nó sử dụng công nghiệp nhưng mà so ra thì sản phẩm này thì có thể là nó không so được những ông lớn kia, nhưng mà sử dụng mỗi sản phẩm này nó cũng rất là đảm bảo các anh chị. Thì Nhiên sẽ test cho các anh chị xem cái con máy 710W này sản xuất tại China thì nó làm việc như thế nào, có im hay không ha, xem nó mạnh như thế nào. Thì nó chạy cũng khá là mạnh nhưng mà nó không được im như những cái con máy của những cái thương hiệu lớn hơn đó các anh chị ha. Thì về đường nét thì các anh chị thấy là cái sản phẩm này của chúng ta thì các anh chị thấy nè, nó làm cốt M10 thì cốt của nó là cốt thép, nhưng mà về những con tán này các anh chị thấy nó làm những cái găng cưa vernier này, nó độ bám nó rất là tốt các anh chị ha. Thì cốt nó làm cốt thép và có miếng chắn bảo vệ trên đầu để đỡ phải hư bạc đạn ha. Thì về nhôm nó làm cũng rất là dày dặn. Thì ở phía sau này thì nó có một cái nút khóa đá ha các anh chị ha, nút này nút nhấn để chúng ta khóa đá mở. Thì đầu nhôm thì nó làm cũng khá là dày dặn. Công tắc thì công tắc trượt ha các anh chị ha, công tắc trượt lên và gài lại, các anh chị thấy trượt ra. Khi chúng ta nhấn tắt thì chúng ta chỉ việc là đè xuống cái này nó nhảy xuống thôi. Khi chúng ta đẩy lên thì chúng ta bấm cái đầu nó vào ha. Dòng này cũng là dòng công nghiệp hết các anh chị ha. Thì nó làm về đường nét thì chúng ta thấy một cái máy là in chữ nổi ha. In chữ nổi cũng khá là chắc chắn. Thì chút xíu như sau khi Nhiên test xong con máy này thì Nhiên sẽ cùng các anh chị khui nó ra xem coi bên trong của nó có gì. Thì nếu các anh chị muốn sử dụng mà có bảo vệ thì các anh chị thấy nè, nó có ngàm hết các anh chị ha. Cái bảo vệ này nó có cái ngàm, nó vào cái ngàm này đó để các chúng ta có thể là siết vào, chúng ta có thể là dùng cái tua vít hay gì đó các anh chị có thể là siết vào ha, siết vào tùy theo chúng ta muốn ở đâu cũng được. Thì chúng ta muốn siết, muốn quay hướng nào cũng được ha. Thì chúng ta có thể, cái máy này thì có điều đặc biệt là nó không tặng chúng ta than nha các anh chị. Với cái giá là 549.000 thì nó cũng không có tặng chúng ta nhiều thứ quá ha. Rồi bây giờ Nhiên sẽ test cái máy này cho các anh chị xem nha. Rồi thì trước khi Nhiên test thử con máy này, Nhiên sẽ cho các anh chị xem cái máy này nó nặng bao nhiêu trước cái đã ha. Rồi con máy này nó nặng 1kg 798g, thì nó gần 1kg 8 do nó bắt đầy đủ vô hết các anh chị ha. Nếu mà nó mở ra thì nó cũng chỉ nằm 1kg 7 thôi các anh chị ha. Thì bây giờ cái này là chúng ta, cái này nó làm cũng rất là hay các anh chị. Nó làm ở đây có hai cái ngàm thì chúng ta bắt vào đây. Thì khi chúng ta cắt sắt hay mài sắt thì chúng ta mua một cái đá nó 100mm thì nó vừa luôn các anh chị ha. Còn khi chúng ta cắt gạch thì chúng ta có thể lật cái mặt này lại ha, cắt gạch hay cắt gỗ. Máy này thì không khuyến khích các anh chị cắt gỗ đâu nha, nó không có phải là máy chuyên dụng về cắt gỗ, nó cắt sắt và mài sắt thôi đó các anh chị thấy không. Đấy, khi chúng ta siết thì chúng ta nhấn vào cái nút ở phía sau này các anh chị ha. Có thể là quen thì các anh chị dùng tay thôi, còn nếu không quen thì chúng ta có thể là dùng cái khóa ha, khóa chúng ta siết lại đó, vậy là nó cứng thôi. Rồi bây giờ Nhiên sẽ test thử con máy này cho các anh chị xem nha. Một cái máy các anh chị thấy không, một cái máy khá là mạnh, rất là mạnh. Chúng ta mài như ép ở đó luôn, nhà mài những cái đơn hàng nữa các anh chị thấy không, ép rất là mạnh nhưng mà máy nó chạy không có bị yếu máy, tức là chứng tỏ một cái máy này nó khá là mạnh ha các anh chị ha. Rồi thì bây giờ Nhiên sẽ cùng các anh chị khui con máy này ra xem. Rồi bây giờ Nhiên sẽ khui con máy này ra cho các anh chị xem bên trong của nó làm như thế nào ha, về đường nét, chất lượng của nó, ve ruột, dây đồng hay không ha, cho các anh chị xem cho nó kỹ. Đây, trước tiên chúng ta thấy một cái nhông nó làm bằng nhông là nhông thép đó các anh chị ha. Nhông thép nó ép vào luôn chứ nó không xài chốt. Điều này chứng tỏ là cái máy khi chúng ta cắt gạch nó không bị giật lưỡi ha các anh chị ha. Ở phía dưới thì nó làm bằng một cái bạc đạn đũa ha các anh chị ha. Bạc đạn đũa thì rất là chuẩn xác, nó không có bị gơ cái đầu. Nó không có dễ gơ cái đầu đâu ha. Rất là tuyệt vời chỗ đó luôn. Thì sẽ test cho các anh chị xem. Đây, máy chúng ta mở ra ha. Làm một cái lớp nhôm cũng khá là đẹp ha, bạc đạn rất là chắc chắn, nó có cái gon mà không có bị chảy nhớt đó các anh chị ha. Rồi chúng ta mở cái đuôi này xem ở bên trong nó như thế nào nhé. Đó, Nhiên test máy lúc nào Nhiên cũng rất là cận cảnh cho các anh chị xem để các anh chị có thể dễ dàng nhận biết, để cho anh chị có thể là tìm hiểu sản phẩm nó dễ dàng hơn ha. Khi chúng ta muốn mua sản phẩm thì chúng ta cũng nên biết một sản phẩm chúng ta mua nó có đạt chất lượng hay không. Nên là Nhiên hay nói là các anh chị đăng ký kênh ủng hộ Nhiên để Nhiên làm những video cho các anh chị xem nó vô cùng thực tế ha. Đó, để Nhiên kéo cái này ra cho các anh chị xem. Nó rất là thực tế. Đây, đây các anh chị thấy không? Cái gô ruột của nó thì có thể nói là nó rất là dài ha các anh chị ha. 240V, 220V. Thì cái pin cái pin này rất là hay nha các anh chị nha. Nó đổ keo khằn luôn nha. Các anh chị thấy dây đồng của nó không? Dây đồng nó đổ keo khằn lại luôn. Nó cũng rất là tuyệt vời đấy. Sản phẩm này cũng đáng để chúng ta sử dụng với cái giá là 500 mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà sản phẩm rất là hay luôn. À, trong này nó có mỗi số series các anh chị, để khi nó bán sản phẩm nó bảo hành nó dễ hơn ha các anh chị ha. Số series. Thang nó cũng khá là lớn ha. Thì công tắc của nó các anh chị thấy không? Đây. Đó. Đó, các anh chị nhớ đăng ký kênh ha, để Nhiên review sản phẩm cho các anh chị coi nó dễ dàng hơn, các anh chị tìm hiểu sản phẩm tốt hơn. Các anh chị thấy nó làm những cái sản phẩm hàng chính hãng nó có cái che chắn để nó không có bị giống như là nó bị hư cái bạc đạn này bụi vô nhiều các anh chị. Và keo nó cũng là đổ mỗi lớp keo ở trên cái ruột nè, để cho nó bảo vệ cái phần đầu lam này được tốt hơn ha. Thì cánh quạt thì nó làm một cái cánh là nếu cánh này nó chạy cái lực hút của nó cũng rất là lớn ha. Nó có một cái miếng chắn gió này để tạo một cái lực hút rất là tốt. Đó các anh chị thấy không? Một sản phẩm của Inco, mang cái nhãn hiệu Inco, sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó làm cũng rất là chắc chắn. Nếu mà với cái mức giá này thì Nhiên nhận thấy cái sản phẩm này đáng để các anh chị lựa chọn đó các anh chị ha. Với mức giá này chúng ta lựa chọn sản phẩm hoàn toàn phù hợp luôn. Tại vì giá nó không có cao lắm nhưng mà chất lượng nó là, nếu các anh chị sử dụng gia đình thì sản phẩm này là lựa chọn rất là phù hợp. Các anh chị nếu mà muốn nhận được những video, các anh chị nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo mỗi khi Nhiên phát video mới. Các anh chị dễ dàng vào nhận biết, vào xem, tìm hiểu sản phẩm ha. Chúc các anh chị luôn luôn nhiều hạnh phúc và may mắn. Lựa chọn sản phẩm dễ dàng thì hãy nhấn đăng ký kênh Máy Xây Dựng Hồng Nhiên ha. Rồi các anh chị nếu mà thấy Nhiên làm những video này bổ ích thì cho Nhiên xin một like và share video này giúp Nhiên nha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi Nhiên trong thời gian qua. Bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video khác. Hãy nhớ một điều là Nhiên Máy Xây Dựng Hồng Nhiên là bán hàng với một cái uy tín đảm bảo cao nhất để các anh chị lựa chọn sản phẩm nó dễ dàng hơn ha. Rất là cảm ơn các anh chị và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại ạ.